tối qua, bão số 1 suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Dự báo sáng nay, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ, còn Tây Nguyên, Nam Bộ có gió mạnh và sóng lớn ở các vùng biển phía Nam còn phức tạp. Bão số 1 gây ra mưa lớn, gió giật mạnh, làm sập và tốc mái 33 căn nhà của người dân ở Cà Mau. Sóng biển dâng cao đánh chìm 2 tàu cá và hơn 50 mét kè bị sập, lún tại khu vực chợ Khánh Hội, huyện U Minh. Tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thiên tai làm ảnh hưởng hơn 100 căn nhà, nhiều tài sản, công trình của người dân. Tổng thiệt hại đến nay hơn 19 tỷ đồng. Hai ngày qua, trên địa bàn các huyện ở tỉnh Vĩnh Long tiếp tục bị ảnh hưởng do mưa dông, khiến tình trạng sạt lở nặng nề. Tại khu vực cặp sông Cái Cao ở xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tiếp tục sạt lở nghiêm trọng. Hiện trường này là vụ sạt thứ hai trong tháng này. Đoạn sạt lở có chiều dài 20m, ăn sâu vào đất liền, trên 5m. Hiện tại, khu vực này vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị sạt lở với nhiều vết nứt hiện hữu trên mặt đường. Nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp 50 hectare đất sản xuất nông nghiệp, 100 hộ dân. Chiều qua, cơn mưa nặng hạt kèm dông lốc quét qua một số khu vực ở thành phố Biên Hòa. Gió lớn cuốn tung mái tôn, khung nhà của công ty trách nhiệm hữu hạn kho vận Mê Công văng vào trạm biến áp 110 kV An Bình ngay gần đó. Sự cố khiến trạm biến áp hư hỏng, 110 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Biên Hòa 2 mất điện. Đến hơn 20 giờ tối, sự cố mới được khắc phục xong. Trước đó, mưa lớn khiến một cây xanh ngã đổ vào đường điện, gần 5.000 hộ dân ở thành phố Long Khánh mất điện, 4 tiếng sau mới khắc phục hoàn toàn sự cố.